Xin chào anh, chào quay trở lại anh chủ tính. Thưa mình, tôi xin các bạn xóa mấy cái mật khẩu màn hình con máy này khách mang đến này. Máy này Samsung, mình không biết là Samsung gì. Mình ghi Samsung nhé. Rồi, để xóa mật khẩu máy này, đầu tiên tôi sẽ tắt nguồn này. Rồi, nó không tắt được nhé, tôi phải đè giảm. Đè giảm với nguồn này. Nó cảm giác nó tắt thì mình đổi thành tăng. Tăng này. Rồi, đổi thành tăng này. À, 01 core. Để tăng nhé. Con này cắm pin thì không lên. Rồi, nó sẽ vào được cái remote đây. Mã của nó là 01 Core nhé. Để tôi sẽ vào dòng Repair Data Factory Reset, ấn nút nguồn. Chọn số dòng Factory, ấn nút nguồn. Rồi, để ấn nút nguồn để thấy bot để các bạn đợi nhé. Sau khi các bạn đợi khoảng mấy phút thì máy sẽ hiển thị lên và cùng đi nào. Các bạn dùng tiếng Việt và để nguyên. Các bạn chọn tiếng khác, bấm vào cái mũi tên này đây nhé. Rồi, tôi sẽ bấm mũi tên để bắt đầu này. Tích và tôi đồng ý này. Tiếp theo. Rồi, đây còn nó có chữ bỏ qua wifi đây. Nếu không có, tức là các bạn đã bị tài khoản Google và xem video hướng dẫn xóa tài khoản Google của mình nhá. Bỏ qua này. Bạn không sao chép. Cái này các bạn cứ để mặc định, các bạn tiếp. Xem thêm, chấp nhận. Nó hơi lag nha. Vậy đặt mật khẩu các bạn để sau, vẫn bỏ qua cho mình. Vẫn bỏ qua. Rồi, Samsung account thì bạn bỏ qua cho mình. Có thì bạn nhập vào được, không sao cả. Tiếp theo. Hoàn tất này. Xong. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách xóa mật khẩu màn hình của con máy Samsung Galaxy A01 của đây. Đây, tôi sẽ vào cài đặt này, kéo xuống hệ thống thông tin điện thoại nhé. A01 Core này, mã của nó là A013GDS. Chúc các bạn thành công, còn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.